Dạ, em Châu xin kính chào anh chị và cô chú bác. Theo nhu cầu của anh em mới lấy về một chiếc CT cho anh em đây. Xe này là lấy là bán cho anh em là bán là quầy vốn không lời luôn. Xe này em bán giá là anh em thấy giật mình luôn, 4.300.000. 4.300.000 một chiếc CT đa liêm. Cái phần áo cũng còn CT luôn ha. Vỏ ruột mới, nhông sinh mới. Máy im, đầu làm CT. Anh em thấy cái đó là thấy là ok rồi. Khỏi cần nói gì nữa mà rã phụ tùng bán cũng lời nữa. Rồi em vô phần máy ha. Máy không có gạo gì hết. Đạp phát nổ. Chiếc CT đó, máy không có gào hú gì hết, đổ đang nổ cái anti ha, có 3.500.000 thôi. Em xin tắt máy một cái ha, anh em về xăm sửa thêm. Bắt đầu nè, vô phần nhà sơn. Sơn này là dẫn sơn CT ha, người ta có sơn phết xấu nè. Trời ơi, người ta xịt nước sơn đỏ tới đây làm chi vậy? Cái sườn là không có lủng không một phen, nó chỉ đơm nước sơn ra thôi. Rồi thứ nhất, cái phuộc rim ngon lành, nhúng ngon lành luôn. Thứ hai ha, cái bô tân tiến thì bô lô khỏi nói đi nè. Máy ta cái giò thắng này cũng mới vô nè, có 4.300.000 anh chị của chú bác, rất là ok luôn. Nguyên cục máy đa liêm CT. Một máy đa liêm đầu lòng CT, cái đầu CT đây, CT cái lòng CT, máy im. Xe này anh về, anh em về gắn bình câu điện lại, gắn đề đều vô em. Đây bình xăng cổ CT đây, bô que CT đây. Đặc biệt CT chở đồ thì anh em cái phục sau và phục trước là ngon, phục sau thì mới ngon ha. Phục trước à, phục trước là mới phục hồi xong nha, mới phục hồi xong. Phục trước vẫn là của CT nha, phục cây cặp phục trước của CT nha. Chở đồ rất ok luôn. Quan trọng là cặp bánh mâm cứng nhắc, không có nhúng không quăng. Thêm cái nữa là vỏ ruột, anh em về chở hàng ngon lành. Máy im, vỏ ruột, anh em là đi xe này chủ yếu là máy không nằm đường, đầu lòng CT mạnh. Rồi bắt đầu vỏ ruột ngon lành, vỏ ruột mới, nhông sinh mới, nó chủ yếu gì chạy thôi. Giá em bán có là 4.300.000 thôi. Cái ba ga này là cực kỳ là vững chắc luôn. Ba ga này người ta cặp sang mấy cái sắt nè, nè cặp hai cái sắt bên đây chỗ đầu nè, đó không về con lành luôn. Cái học bên đây nó thiếu, nó chạy mới chạy rớt anh em sẽ cho anh em cái học bên đây. Sườn nó chỉ tóc nước sơn này thôi chứ không có lủng nha. Xe này ngon lành luôn, giá em bán là có 4.300.000 thôi. Một chiếc CT 4.300.000. Em nhắc lại là cái phục trước là của CT ha. Cặp bánh mâm này cứng ngắc luôn, vỏ ruột ngon lành. Nè, vỏ ruột mới xanh, trước sau giống nhau ha. Nè, còn màu còn chỉ nè. Đó, đầu lòng CT ha. Máy CT luôn ha. Nè, nó máy lóc CT luôn, bình xăng cổ CT luôn, cái sườn CT luôn, cặp phuộc rim, ba ga chở đồ CT luôn. Xe này giá bán kiểu này là quan trọng là nhông sên ngon, vỏ ruột ngon, máy ngon, cho anh em chạy lực chở đồ
giá bán có 4.300.000 thôi. Em mua bao nhiêu bán bao nhiêu cho anh em thích thì alo em ha. Em bán giá 4.300.000. Nếu ai xe này bảo đảm có anh em cần, anh em về xăm sửa thêm vài trăm ngàn nữa là ok. Rồi em xin tạm thời kết thúc clip tại đây ha. Một chiếc City.